Chào mọi người đến với kênh MMO của mình nha. Video này mình sẽ giới thiệu cho mọi người nhận 20 token BWF 1 khoảng 20 đô nha các bạn. Đã list trên sàn Bitmax nha bạn, tất cả các bạn. Để tham gia giá hôm nay các bạn click phần link mô tả thứ nhất của mình, đăng ký một trên một cái trang web là DeFiAto. Sau khi các bạn đăng ký xong nó gửi về mã code về email các bạn, bắt mã code vào các bạn login vào các bạn. Đây thì mình không có dẫn bạn đăng ký nha bạn. Sau khi các bạn đăng ký một DeFiAto, các bạn click cái phần link thứ hai của mình. Các bạn cũng đăng ký một cái tài khoản trên Wishcom nha tất cả các bạn. Thì cũng y gan đăng ký thì đầu tiên nem email password sinh nhập password rồi nha các bạn. Rồi các bạn bấm sign up rồi nó gửi về một cái mã code thì các bạn cũng tiếp tục email confirm nha các bạn. Lưu ý chung một cái địa chỉ email nha tất cả các bạn. Sau khi tất cả các bạn đăng ký hai cái tài khoản này xong, các bạn click cái phần link thứ ba của mình làm nhiệm vụ nha tất cả các bạn. Phan các bạn, mình sai các bạn. Các bạn đăng ký một cái tài khoản trên DeFiAto, các bạn chọn nhấp vào bài gạch trên cùng nha các bạn. Các bạn chọn vào trong web trên máy tính nha các bạn. Sau khi các bạn chọn vào trong web trên máy tính, các bạn bấm vào một đồ ngữ của mình nè các bạn. Các bạn bấm log out ra nha các bạn. Rồi sau khi log out thì các bạn click chiếc phần link thứ ba của mình nha các bạn. Cho các bạn chờ một chút xíu. Rồi sau khi các bạn mở cái link thứ ba, các bạn nhấp vào ba dấu gạch này các bạn bấm vào một sign in nữa bạn. Các bạn login vào một cái tài khoản DeFiAto các bạn. Email password. Password mình che lại nha các bạn. Rồi các bạn đăng nhập vào các bạn. Rồi các bạn đăng nhập vào. Chưa các bạn. Đây mình vào link thứ ba mình lại. Đâu có link ấy đó. Rồi các bạn đăng xuất ra, các bạn đăng nhập rồi các bạn bấm vào một PubMed tiếp nào này các bạn. Không biết các bạn có hiểu không? Các bạn mình có đây bài viết cổ gạn như tất cả các bạn nha các bạn. Rồi, ở đây thì nó có chữ coin nè, admin. Sao không có ta? Nhấp vào ba dấu gạch đó. Mình vào một hộp quà thôi. Phan các bạn chờ chút xíu nha tất cả các bạn. Mi account Phan các bạn chờ mình chút xíu nha, mình làm lại nha tất cả các bạn. Ủa sao đăng nhập quýt với em ta? Up mi lúc nào lời? Còn tiếng Việt các bạn, mời bạn chờ chút xíu nha các bạn. Anh hàng các bạn click to ly. Nó kêu các bạn này shit. Nhờ người một à, mình đã nhận được 2000 token này với các bạn, 2000 token BWF đây nè các bạn. Rồi vào ngày 14 tháng 12 năm 2020 các bạn chỉ việc bấm vào cục claim nha các bạn. Đó, khá là ngon các bạn. Vậy video mình đến đây kết thúc. Có gì mình cập nhật con này sau cho tất cả các bạn nha các bạn. Vậy mình cảm ơn tất cả các bạn theo dõi video của mình. Chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo từ mình nha.